Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm cho mày dạng. Hôm nay Hải xin dẫn các em toán lớp 6, bài số 5 chương 5 sách cánh diều nha. Trong lúc xem bài giảng của Hải Liêm đi công khai quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để Hải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình học tiếp bài số 5 số 1 phần tiếp số 2 phần bài tập nha. Trước hết mình sẽ làm câu số 1. Câu số 1 viết các phân số và hỗn số sao dưới dạng số hợp phần. Giờ bây giờ mình sẽ chuyển các phân số về số hợp phần nha. Giờ trước hết là âm 7 phần 20. Như vậy trước hết thì mình sẽ nhân tử và mẫu cho 5 để có mẫu số là 100, đúng không? Như vậy là âm 7 nhân 5 thì sẽ bằng âm 35. Còn 20 nhân 5 thì bằng 100, đúng không? Giờ sau đó mình sẽ chuyển về số hợp phân. Như vậy là chuyển về số hợp phân thì mình thấy là mẫu số là 100. Thì chuyển về số hợp phân thì xuất hiện dấu phẩy, sau dấu phẩy sẽ là có hai chữ số, số 35 đứng cuối cùng, như vậy dấu trừ viết lại mình sẽ viết là 0,35, đúng rồi. Sau dấu phẩy hai chữ số và số 35 đứng cuối cùng, như vậy kết quả sẽ là âm 0,35. Giờ tiếp theo là âm 12/25. Giờ bây giờ mình sẽ nhân tử và mẫu cho 4 để mẫu số là 100. Như vậy âm 12 nhân 4 thì bằng là âm 48, được này. Còn 25 nhân 4 thì bằng 100. Giờ sau đó mình sẽ chuyển về số hợp phân. Như vậy mẫu số 100 chuyển về số hợp phân xuất hiện dấu phẩy, sau dấu phẩy có hai chữ số và số 48 đứng cuối cùng. Như vậy có nghĩa là âm 0,48, được này. Giờ tiếp theo sẽ là 16/500. Giờ bây giờ mình sẽ nhân tử và mẫu cho 2 để mẫu số là 10 là 1000, đúng không? Như vậy âm 16 nhân 2 là âm 32. 500 nhân 2 thì bằng 1000. Giờ sau đó mình sẽ chuyển về số hợp phân. Thì mẫu số là 1000 chuyển về số hợp phân xuất hiện dấu phẩy, sau dấu phẩy sẽ là ba chữ số, số 32 sẽ đứng cuối cùng. Như vậy có nghĩa là âm 0,032. Đúng rồi. 32 có hai chữ số, mình thêm số 0 cho đủ ba chữ số phía sau phần hợp phân. Đúng rồi, sau dấu phẩy. Giờ cuối cùng sẽ là 5 và 4/25. 5, 4/25. 5 và 4/25. Như vậy là mình thấy là số 5 mình giữ nguyên quẩn là số 5 nha. 4/25 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 4 để mẫu số là 100, đúng này. 4 x 4 là 16. 25 x 4 thì bằng 100. Giờ số 5 lại phải. Như 16/100 thì chuyển về số phân xuất hiện dấu phẩy, sau dấu phẩy sẽ có hai chữ số, số 16 đứng cuối cùng, có nghĩa 5,16, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm click video thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 người ta kêu mình viết các số hợp phân sao dưới dạng phân số tối diện. Giờ trước hết mình sẽ chỉ về phân số, sau đó mình sẽ rút gọn về phân số tối diện là được, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 2. Như vậy là âm 0,225.
Như vậy là số hợp phân chuyển về phân số thì mình thấy là sau dấu phẩy ba chữ số thì chuyển về phân số thì mẫu số sẽ là một nè. Phía trên sẽ là âm 2 hay nè, được này. Giờ bây giờ mình sẽ rút gọn nha. Mình thấy là tử mẫu sẽ chia hết cho bao nhiêu? Mình thấy là tử mẫu sẽ chia hết cho 25, nên mình sẽ rút gọn chia tử và mẫu cho 25, đúng không? Giờ âm 225 chia 25 thì bằng bao nhiêu? Mình lấy máy tính bấm cho nhanh nha. 225 chia cho 25 thì được là 9, như kết quả là 9. Giờ ngành chia 25 thì được là 40, như kết quả là 9 phần 40, đúng rồi. Giờ tiếp theo sẽ là 0,033. Giờ mình thấy là sau dấu phẩy ba chữ số thì chuyển về phân số sẽ là mẫu số là 1 nè. Giờ ở trên là 33. Giờ mình thấy là phân số này thì tử mẫu thì đã là giúp gọn, giờ mình không thể chia cho số nào khác được ngoài số 1, đúng không? Như vậy kết quả sẽ là 33 phần 1000 nha. Như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm khích video hay biết các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3. Câu số 3 người ta kêu mình quyết các số sau theo thứ tự giật tăng giật. Như vậy có nghĩa mình sẽ so sánh các số hợp phân, số nào nhỏ nhất thì mình sẽ viết trước, sau đó sẽ tăng dần theo, đúng không? Thầy sẽ làm câu số 3, câu hai chứng nha. Giờ các số theo thứ tự tăng dần rồi. Giờ như mình so sánh ba số. Như vậy là cả ba số thì mình thấy là sau khi mình so sánh số hợp phân thì mình so sánh phần nguyên trước. Phần nguyên số 7 giống nhau, được này. Bây giờ mình so sánh phần 10. Đây là số 0, đây là số 1, đây là số 0. Thì rõ ràng số 0 phải nhỏ hơn số 1. Như số này lớn nhất mình sẽ viết sau cùng nha. Mình so sánh hai số này. Giờ so sánh hai số này có hàng phần 10 giống nhau, mình so sánh hàng phần trăm cũng giống nhau là số 1. Mình so sánh hàng phần nghìn, ở đây là số 2. Ở bên đây không có thì mình hiểu là số 0. 0 nhỏ hơn 2 có nghĩa là số này nhỏ nhất, nên mình sẽ viết là 7,01 là nhỏ nhất. Tiếp theo là 7,012. Và cuối cùng sẽ là 7,102. Đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ làm câu B tương tự nha. Giờ ở đây mình so sánh ba số này. Như vậy là ở đây mình có hai số âm và một số dương thì chắc chắn số âm phải nhỏ hơn số dương, đúng không? Như vậy số này lớn nhất mình sẽ viết sau cùng. Giờ bây giờ mình so sánh hai số âm nha. Như vậy khi so sánh hai số âm thì mình so sánh cái phần dương của nó, có nghĩa tìm mình so sánh hai số đầu, số nào là lớn hơn thì sẽ nhỏ hơn, đúng không? Giờ mình so sánh mình sẽ bỏ dấu trừ đi, mình so sánh số thôi. Phần nguyên 49 giống nhau. Mình so sánh hàng phần 10, đây là số 0, đây là số 3. Thì rõ ràng là 0 nhỏ hơn 3, đúng không? Như vậy có nghĩa là 49,037 sẽ nhỏ hơn 49,307, đúng không? Như vậy số âm ngược lại, như vậy có nghĩa là số này sẽ là bé nhất. Mình sẽ viết số này trước nhé. Âm 49,307 sẽ là bé nhất. Tiếp theo sẽ là âm 49,037 và số lớn nhất là 73,059, đúng không?
Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 4. Câu số 4 người ta kêu viết các số sao theo thứ tự giảm dần. Giờ mình sẽ làm tương tự nha. Các số theo thứ tự giảm dần này. Giờ bây giờ mình so sánh bốn số, số nào lớn nhất thì mình quyết trước, sau đó giảm dần, đúng không? Như vậy ở đây mình sẽ có bốn số hợp phân thì mình so sánh hàng phần nguyên trước. So sánh phần nguyên số 9 giống nhau. Mình so sánh hàng phần 10. 0 0 0 9 rõ ràng số 9 phải lớn hơn số 0. Nên số này lớn nhất mình quyết trước. 9,990. Giờ còn là ba số mình so sánh. Mình thấy là hàng phần 10 giống nhau. Bây giờ mình so sánh hàng phần trăm. Ở đây số 9, đây là số 0, đây là số 9. Thì rõ ràng số 9 sẽ lớn hơn số 0, nên số này bé nhất mình sẽ viết sau cùng nha. Mình so sánh hai số này. Hai số này thì mình thấy là hàng phần trăm giống nhau, mình so sánh hàng phần nghịch. Bên đây là số 9, bên đây là số 0, rõ ràng là 9 lớn hơn, nên số này sẽ lớn hơn 2, mình sẽ viết là 9,099. Giờ số này sẽ lớn hơn 3. 9,090. Và cuối cùng sẽ là 9,009. Đúng rồi. Giờ như mình xong câu A mình sẽ làm câu B. Như vậy ở đây câu B thì mình có bốn số âm. Như vậy mình sẽ so sánh cái phần mình sẽ bỏ dấu chờ đi, mình so sánh số đấu của nó. Giờ mình mới kết luận được nha. Ta có. Bây giờ mình so sánh số đấu của nó. Như vậy mình sẽ bỏ dấu chờ đi, mình so sánh xem số nào bé nhất mình biết trước nha. Mình so sánh hàng phần nguyên trước, mình bỏ dấu chờ hết, nhưng mình so sánh phần nguyên 6 giống nhau. Mình so sánh hàng phần 10 2,2,0,2. Rõ ràng số 0 sẽ là bé hơn số 2, nên số này sẽ là bé nhất. Như vậy có nghĩa là 6,027 sẽ bé nhất, đúng không? Bé nhất nha. Giờ tiếp theo sẽ là như số này bé nhất rồi. Bây giờ còn là 3 số, đúng không? Mình thấy là hàng phần 10 giống nhau, bây giờ mình so sánh hàng phần trăm. Đây là số 7, đây là số 0, đây là số 7. Như vậy là số này sẽ là bé thứ hai, có nghĩa là 6,207 sẽ là bé thứ hai, đúng không? Giờ tiếp theo mình so sánh còn là hai số, đúng không? Như vậy là mà hai số này thì mình thấy là hàng phần trăm số 7 giống nhau. Mình so sánh hàng phần nghìn. Ở đây không có thì mình hiểu là số 0 nha. Bên đây là 0, bên đây là 7. Rõ ràng 7 lớn hơn 0, nên số này mình sẽ nhỏ. Nhỏ hơn mình sẽ biết trước. 6,27. Và số lớn nhất sẽ là 6,277. Đúng rồi. Giờ bây giờ mình sẽ đưa dấu trừ vô. Thì đưa dấu trừ vô lúc này nó sẽ đổi dấu. Nhỏ biến thành lớn, lớn biến thành nhỏ. Đúng rồi. Giờ mình kết luận nhé. Vậy các số theo thứ tự giảm dần là giờ mình sẽ thêm dấu trừ vô khi lúc này nó sẽ đổi dấu, có nghĩa là số này lớn nhất, có nghĩa là số âm của 6,2.
0,27 sẽ lớn nhất, đúng này. Tiếp theo sẽ là âm 6,207. Tiếp theo sẽ là âm 6,27. Và cuối cùng sẽ là âm 6,277. Đúng này. Mình nhớ là số âm thì nó dấu nó bị đảo ngược lại, có nghĩa là số nhỏ nhất sẽ biến thành số lớn nhất, đúng này. Nên số lớn nhất nên sẽ giảm dần như vậy. Như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm khớp video, thầy biết các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 5. Trong một cuộc thi chạy 200m, có 3 vận động viên đạt thành tích cao nhất là bạn Mai là 31,42 giây, bạn Ngọc Mai, bạn Mai Anh là 31,42 giây, bạn Ngọc Mai là 31,48 giây, bạn Phương Hà là 31,09 giây. Người ta hỏi là vận động viên nào về nhất, nhì, ba. Như vậy là cuộc thi thành tích giây thì giây ngắn nhất thì có nghĩa là sẽ về nhất, đúng không? Mình sẽ so sánh ba số này nha. Số nào nhỏ nhất thì bạn đó sẽ là về nhất, đúng không? Giờ bây giờ mình so sánh ba số nào, ba số này xem số nào nhỏ nhất nhé. Ta có này. Giờ ba số này so sánh xem số nào nhỏ nhất. Như vậy là mình so sánh ba số phần, mình so sánh phần nguyên trước 31, 31, 31 giống nhau. Bây giờ mình so sánh hàng phần 10, đây là 4, 4, 0, thì rõ ràng số 0 phải nhỏ hơn số 4 nên số này nhỏ nhất. Như vậy có nghĩa là 31,09 sẽ là nhỏ nhất, đúng không? Còn lại hai số thì mình thấy hai số này có hàng phần 10, số 4 giống nhau. Mình so sánh hàng phần trăm, số 2, số 8, rõ ràng là số 2 sẽ nhỏ hơn số 8. Như vậy có nghĩa là 31,42 sẽ nhỏ hơn 31,48. Đúng không? Giờ mình sẽ kết luận nha. Vậy bạn nào sẽ về nhất? Như vậy 31,09 của bạn Phương Hà, đúng không? Vậy là bạn Phương Hà về nhất. Đúng không? Giờ còn 31,42 là của bạn nào? Của bạn Mai Anh. Nên mình kết luận bà Mai Anh về nhì. Và cuối cùng là bạn Ngọc Mai sẽ về ba. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 5 nha. Giờ câu số 5 có em nào có kết quả giống hệt, các em có thể bấm hết video, thầy biết các em làm đúng nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng thì hãy bấm hết và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và cả bạn bè hàng xóm nhé, càng nhiều bạn xem càng vui. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Hãy chúc các em học tập, tạm biệt kém nhé.